ba phát không được à? Rồi ok, nó phải về cho anh em, nó phải về cho anh em. Từ từ, ai hai 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 rồi lên phát này này. Trời ơi, tôi bảo rồi mà, đồ máy nó. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game I Win anh em nhá. Chúc anh em thắng lớn anh em ơi. Rồi ok, thì mình sẽ vào cái quay slot bóng đá để xem này có được cái gì dã hồn không anh em ạ. À, từ từ, slot bóng đá hay chơi phá băng nhỉ, phá băng chơi cuốn hơn anh em ạ. Rồi ok, chúc anh em thắng lớn anh em nhá. Rồi mình sẽ chơi với ẩn số là 50k trước anh em ạ, với 10m để xem hôm nay là có kiếm được cái gì không đã. Phát đầu tiên đầu xuôi đuôi lọt được 110k, cũng khá là ổn áp anh em ạ. Lên combo lên 120k anh em ạ. Đột phá phát nữa lên 145k luôn anh em ơi. Tiếp tục đột phá x4 lên 155k. Rồi ok, phát đầu tiên gọi là đầu xuôi đuôi lọt rồi anh em nhá. Rồi hôm nay hy vọng là sẽ thắng lớn anh em ơi. Rồi, mấy phát chưa được gì, phát này ra quýt luôn này. Quýt luôn này. Rồi ok, phát này được bao nhiêu? 180k. Bây giờ mình sẽ tăng tiền anh em ạ, lên 500k anh em nhé. Phát đầu tiên này, sao phát quýt không được gì, thui thế, không được gì, sao phát quýt kiểu ba phát phải dừng lại ngay này. Rồi ok, 50k này, không nên combo anh em ạ. Tiếp tục nha anh em nhé, tiếp tục này. Ui ôi, Escater nó cứ rình 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 rồi anh em ạ. Escater nó cứ rình 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 rồi. Ok, mình cá là chỉ một đến hai tay nữa là nó lên, sẽ lên cái hũ anh em ạ. Rồi phát đầu tiên này, 80k này, tiếp tục lên nữa này, 380k, đột phá lên nữa nào. Rồi ok, chưa gỡ lại được vốn được 700k rồi. Ôi ôi, rồi này, mãi mới được một phát này, 1 triệu 9 này, không lên combo chứ này, không lên combo chứ này. Rồi ok, phát này lên được 1 triệu này, đột phá lên này. Rồi ok, 3 triệu luôn anh em ạ. Xem nào, xem phát này được mấy triệu này. Ôi 3 triệu anh em ạ. Bấm tay phát nào, rồi bấm tay nào, không được, xùi thế anh em ạ, xùi thế. Hai phát chưa được gì kìa, 300k thế, không lên combo này anh em, không lên combo, không lên combo cày thế. Rồi ok, phát này được 400k này, đủ mẹ nó không được gì luôn. Trời ơi, đen quá, đen quá, đen quá, đen quá, đen quá. Giải giải nhiệt, giải nhiệt anh em ơi, giải nhiệt, giải nhiệt phát đã, giải nhiệt phát đã. Mình sẽ vào là lật bài mình giải nhiệt cho anh em ạ. Đèn kinh khủng khiếp luôn. Nhận phát 281k này. Rồi phát làm một phát 500k đi. Bên đen. Không được. Không được. Đủ. 3 phát không được rồi. 3 phát không được rồi anh em ạ. Trời trời. Trời trời. Trời anh em ơi, 3 phát không được rồi. Lên nào. 3 phát không được à. Rồi ok. Nó phải về cho anh em, nó phải về cho anh em. Từ từ, ai hai 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 rồi lên phát này này. Trời ơi, tôi bảo rồi mà, đồ máy nó ngọt anh em ạ. Ngọt 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 ngọt. Vào trả thù tiếp cái hũ anh em nhé, và trả thù tiếp cái hũ anh em nhé, và trả thù tiếp cái hũ 500k anh em ạ. Quay phát này, trả thù một lần, hai lần, ức cái địt mẹ, ba lần phải dừng lại ngay. Trời ơi, ba lần chưa được gì anh em ạ. Ồ mẹ mày, mãi về anh em. Mãi về à? Lên tiếp nào. Ôi trời ơi. Trời. Trời ơi. Ít mẹ đen thế. Quay 3 lần toàn được cái gì cậu đâu không nhỉ. Đột phá rồi này, 400k. Chưa lên combo nhiều anh em ạ. 550k. Đột phá phát nữa này. Rồi ok, phát này lên được 1 triệu 350k này. Rồi ba ông trọng tài này, lên 1 triệu 5 này. Lên combo phát nữa. Không lên anh em ạ. Không lên anh em ơi. Đủ mẹ vào đây, cái này phát ra nào. Đang đang cái dãy này này anh em ạ, đang dãy này vào lật bài. Đỏ này. Tuyệt vời không, mặt rời luôn này. Bên đen này. Trời ok luôn này, nhận luôn anh em ạ. Làm ngay luôn anh em ạ. Mình nghĩ là lời khoảng tầm 6 triệu 231 là ok rồi anh em ơi. Thế là cũng binh chi linh rồi anh em ạ, rút ra khoảng tầm 2 triệu 300 2 triệu 231.977. Ok anh em, thế là ngon rồi anh em ạ. Không cần thêm gì nhiều anh em ạ. Lời tầm hơn 6 triệu là ok rồi. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.